Về Duy Cường xin thân chào cả anh chị em ở nhà Facebook. Thì bây giờ là coi như chúng tình lộng bụng nửa tuần rồi à, hôm nay là ngày thứ bảy, chúng ta còn những giây phút phù du còn lại những về của một tuần lễ à, ngày mai là coi như là chúng ta chạy lâm ra ngoài đường nhưng mà không có vào chương trình như thế này thì bảo đảm là chắc chắn là chúng ta nhớ cả nhà nhiều lắm. Thì cũng coi như một buổi chiều thứ bảy thì hai đứa không biết làm cái gì thì cứ lên đây để mà kiếm một tí xíu niềm vui trong cái tinh thần mà chúng ta yêu văn nghệ trong khi chờ đợi các ca sĩ đến. Bây giờ này thì 3:22 giờ của California, tức là 5:22 giờ của Việt Nam, thì cũng là quá sớm. Thành ra giờ này Vinh đã không nghĩ là không có người nào mà thức dậy cả, nhưng mà không có dám mời người nào cả, là tại vì người Việt Nam còn ngủ, người bên Mỹ này thì có thể là thức nhưng mà coi như cũng quá sớm, thường thường là khoảng 4-5 giờ người ta mới sẽ tạc được văn nghệ. Nhưng mà có những người không nghe kịp thì thường thường như là em Út Nguyễn cũng giống như là những bạn khác, thì thường thường các bạn mở lại chương trình văn nghệ và xem lại từ đầu. Thì như thế thì bởi vì nghĩ như thế thì đâu mà bên Duy Cường vô sớm một tuần. Duy Cường xin chào tình yêu Tỷ Kim nha, và xin chào chị Hồng Phú. Dạ. Anh tên là Chim, họ Tỷ, hay gọi là Chim Tỷ. Hồi sáng anh nói là bên nhà anh tên là Chim, Chim tên Tỷ. Anh là Duy Cường mà gọi tên mẹ ba Chim là mẹ bị đòn nha. Cái tên anh rất là ngộ, rất là lạ và cũng rất là funny. Nghe thì mình không dám đọc ra thiệt, sợ bị người ta cười và sợ bị em quở nữa chứ. Chào em Hồng Phú phải không? Hôm nay anh với Duy Cường lên sớm thì cũng như mọi bữa thứ sáu và thứ bảy. Bây giờ bắt đầu từ đây đi, anh với Duy Cường lên sớm một tí xíu, tại vì chúng ta có thể sớm được một tí xíu và chúng ta có thể đi những cái buổi chiều mình ca nhạc xong rồi mình buồn, mình đi lang thang dạo phố chơi, mặc dù là phố đã tắt đèn hết trơn rồi, những cái shop đã đóng cửa, mọi thứ đã đóng cửa, nhưng mà có vài shop cũng còn mở cửa. Thì mình buồn cái chạy ra ngoài đường, nó không ngủ được cái chạy ra ngoài đường rồi cái ngắm trời ngắm đất, chứ ở trong nhà hoài tù túng lắm em Hồng Phú à. Ở bên Mỹ này không như Việt Nam mình hồi đó anh nhớ anh về Việt Nam ra ngoài đường anh ngồi cũng thấy người ta đi ra đi lại lúc 10, 11, 12 giờ đêm vậy đó. Việt Nam mình có cái thú rất là vui là ăn uống vào ban đêm, phải không ạ? Thì mình đi đâu chơi cũng vậy, 1, 2 giờ đêm mình ghé quán ăn, lúc đó rất là đông người và rất là vui, và cái thời tiết lúc đó cũng rất là mát. Ban ngày Việt Nam thì rất là nóng, anh mà về Việt Nam anh trốn ở nhà không ra ngoài đường đâu, cho đến 2-3 giờ chiều bắt đầu mới ra, có thể là bắt đầu ra khỏi cái đường, mà một khi ra khỏi đường khoảng 5-6 giờ rồi anh thức cho đến 2 giờ sáng luôn. Tại vì bên Mỹ này cái nóng nó không như bên nóng Việt Nam, bên Mỹ này cái nóng là nóng nó khô, nó làm người mình khô. Việt Nam thì nó làm người mình ướt. Anh ấy hồi đó anh Việt Nam về Việt Nam 8 giờ sáng là anh đã tắm 5-6 lần rồi, nóng quá chịu không nổi. Tuần lễ đầu tiên là coi như là cực hình, nhưng mà sang đợt tuần lễ thứ hai thì bắt đầu mình quen với khí hậu, quen với cuộc sống, quen với những cái gì Việt Nam có. Lúc đầu bên Mỹ về Việt Nam thì thấy ớn mấy chỗ coi như là cầu vệ sinh công cộng, vô trong mấy nhà hàng rất là sợ, thì không được vệ sinh. Không biết giờ chắc mười mấy 20 năm rồi, thành ra chơi Việt Nam chắc cũng phải khá hơn xưa, chứ không như ngày xưa mỗi lần mà anh đi đâu chơi anh rất là sợ. Nhất là thật nói cho ra mình phải chê, nhưng mà đi ăn ngoài đường cũng vậy, chén bát người ta có một thùng nước người ta rửa từ 20-30 lần hết hồn. Bên Mỹ này mà rửa thì một lần thứ hai mà nó bắt được là nó phạt chết luôn. Thì
tại vì sức khỏe con người là quan trọng. Việt Nam thì không cần thiết phải không ạ? Chào chị Sử nữ phải không chị? Hứa với chị là một tiếng đồng hồ thì em lên thì là đây và Vinh rất là vui khi các anh chị đã có mặt ở đây. Và Vinh với Cường chưa có dám mời ai cả, bây giờ tại vì còn sớm quá, bạn bè thì đông nhưng mà chẳng dám lên tiếng, thành ra có là ra cho nên mấy chị mà có yêu cầu bài nhạc gì thì yêu cầu nhạc bây giờ để mà Vinh với Cường sắp xếp được cái sắp xếp vô, mà những bài nhạc mà trên này biết hát kìa, những đứa này không biết hát thì không dám quơ rìu qua mắt thợ đâu, thành ra nhất là Chí Cường nó không sợ mà Vinh rất là sợ. Chí Cường mà nó ca được là nó ca, nó không nghĩ gì hết. Bây giờ vui ha, bây giờ chúng ta vô một bài trước ha Chí Cường, anh em mình thay phiên nhau ha. Bài đầu tiên mà tôi muốn vui với các bạn là bài Hai Năm Tình Lận Đận. Chí Cường xin mời tất cả quý chị cùng lắng nghe nhạc phẩm 20 năm. Xin chào tình yêu Thành Lệ Nguyễn và chào chị Sư Nữ và chào chị Nhân Trần và chào tất cả quý chị. Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao. Hai năm trời mùa lạnh cùng thở dài như nhau. Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng hư hao. Hai năm tình lận đận, hai đứa đành xa nhau. Em xưa còn thắt bên nuôi dưỡng thêm ngày thơ, anh xưa còn linh quanh giữa sân trường trao thư. Em thường hay mặc liên, anh thường ngóng cổ cao. Ngoài đường em bước chậm, quãng chiều anh nôn nao. Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao. Hai năm trời mùa lạnh cùng thở dài như nhau. Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng hư hao. Hai năm tình lận đận, hai đứa xa nhau. Em bây giờ có lẽ toan tính chuyện long lưu, anh bây giờ có lẽ xin làm người tình thu. Chuông nhà thờ đổ anh từ chúa gầy hơn xưa, chúa bây giờ có lẽ xuống trần gian trong mưa. Anh bây giờ có lẽ thiết tha hơn tín đồ, xin làm cây thánh giá trên nóc cao nhà thờ. Cô đơn nhìn bồi bằng xanh xác gieo phù mờ, trước ngày lên ngồi chúa chưa chắc không dài thơ. Hai năm tình lận đận, hai đứa xa hơn xưa. Hai năm tình lận đận, đừng đã xa hơn xưa. Xin chào chị Thủy Kim, xin chào chị Bông Hồng Trắng, xin chào tất cả quý chị nhé.
Cảm ơn chị Nhân Trang đã có khen lời, đã có lời khen anh Vinh rất là ấm áp và rất là tuyệt vời. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Cảm ơn Nhân Trang. Anh bây giờ có lẽ thiết tha hơn tính đồ, xin làm cây thánh giá trên nóc cao nhà thờ. Cô đơn nhìn bồi bắp xanh xác rêu phù mờ trước ngày lên. Chị sử nữ và bài nhạc thứ hai mà mình gửi đến chị nha, bài nhạc Mình Ơi. Mình Ơi, bây giờ mình đang ở đầu để ta ngồi ta nhớ mình, mình bỏ mình đi biết bao lâu rồi mình không chịu về với anh. Thì mỗi đêm về căn căn phòng lạnh vắng, anh nằm nơi đây và anh nhớ đến mình. Chị Cường xin chào anh Phan Phan nha. Xưa mà ta ước hẹn một đời.
cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu, riêng anh là anh hè tàn, nhà nhỏ là nhỏ tình xuân. Dựa để anh chẳng có ai nằm kề, dựa anh chẳng có ai nằm kề một bên. Mình là mình ơi, mình đi là đi, đi mãi quên lời xưa. Cây xanh là xanh lá vẫn tươi màu, riêng anh là anh héo tàn, nhà nhỏ là nhỏ tình xuân. Đôi chim gáy cánh giữa đường, từ nay là anh thôi hết được gọi mình là mình ơi. Đôi chim chị Cường xin chào tình yêu Phạm Đào nha, và chào tất cả quý chị đã có lời khen anh Vinh ạ. Kính chúc quý chị một ngày nghỉ cuối tuần bình an nha. Và bây giờ Hồng Vinh cũng đã xong rồi, thì bây giờ chị Cường để coi. Ok, thì chị Cường trên hồi nãy Hồng Vinh cũng ca hai bài nhạc mùi rồi, thì bây giờ chị Cường cũng thay đổi hai bài nhạc cho nó vui nhộn một chút xíu. Xin mời tất cả quý chị cùng lắng nghe với nhạc phẩm Tình Tuổi Ô Mai và Hờn Trách Con Đò. Xin mời quý chị cùng lắng nghe. When anything comes up about application security, web security, xin chào Andy nha. Rồi bây giờ hẹn gặp thứ sáu tuần sau. Rồi vậy là chắc Andy bận rộn rồi phải không? Mới vô mà đã hẹn là thứ sáu tuần sau. Xin mời quý chị cùng với các bạn tiếp tục đón nghe. Tình người bạn nếu anh đâu có biết chi, tình
Con đò, những con đò,
ca nhạc anh vỗ tay, anh nghe nhạc em vỗ tay thì chưa có ai đấy hết. Nhưng mà chúng ta được nhiều lời khen, Duy Cương được quá nhiều lời khen luôn, làm từ Tư Văn Tỷ rồi nha. Phan Phan là mọi người đều lên tiếng, Duy Cương ca bản nhạc này thật là xuất sắc phải không anh chị? Mà biết cho quà, cho hoa, cho bông, nhất là chị Nhân Trần cho cái bông bướm. cảm ơn tất cả mấy chị đã thương, đặc biệt tình yêu anh Phan Phan và chị Nhân Trần rất là thương em và tình yêu tỷ chim nha, và chim tỷ ảnh họ chim tên là tỷ đọc nó không thấy đường, nó nhỏ tuổi mà nó không thấy đường, anh chim tỷ tha thứ dùm cho nó cứ đọc bậy đọc bạ, mà bên không dám nói tên nó hơi lạ. Không mà nó chơi một cái tên mà rất là lạ, rất là đặc biệt, không có người thứ hai. Dạ, rất là đặc biệt thì được một khi mà nhớ hoài không bao giờ quên. Dạ, cái tên quá đặc biệt phải không cái gì, là một khi mình đọc lộn mình đọc nhớ lại là mà cái tên này là coi như là gọi là rất là đặc biệt. Dạ, thành thử bây giờ giống như hồi xưa tên chị Nhân Trần, thấy không, tên chị Nhân Trần là mình Nhân Trần biết liền, mà một thời gian sau chị đổi cái nickname, chị đổi một cái nickname Nghĩa Trần, nó không là chị nữa, nó chị đổi một cái nickname rất là lạ mà không ai nhớ được hết, ngay cả Duy Cường cũng không nhớ luôn. Thành thử khi quý anh chị mà có một cái nickname mà đã vào ấn tượng người ta từ ban đầu rồi thì quý anh chị đừng không bao giờ quên, đừng thay đổi, thì đừng có thay đổi. Nếu mà bị thay đổi là tại vì như em Đào Hồng Vinh á, thay đổi là tại vì Facebook nó bị làm khó khăn quá thì tụi em thay đổi thôi, chứ mà sau đó rồi tụi em cũng vẫn về là cái nickname cũ. Chứ thường thường lấy cái nickname nào tụi em lấy chết một nickname mà chứ không có thay đổi. Cũng tốt, bây giờ để Hoàng Vinh tối chúng mình văn nghệ nha, hai bài kép con Hoàng Vinh là gì cần cứ Vinh chọn bài chứ Vinh không biết là lựa ra làm sao cả, tại vì không có sự yêu cầu. Thì thứ sáu là tính ca chỉ yêu cầu, thứ bảy là hết nhận yêu cầu rồi, thì Vinh ca nhạc Vinh chỉ lựa .. là vui để mà vui giao lưu và tương tác cùng các anh chị thôi. Dạ, phải bài nhạc Hoa Vàng Mấy Độ và tình khúc thứ nhất của mặt. Ok, vô đi anh Cường. Rồi, xin mời quý chị thưởng thức qua tiếng hát của anh Hồ Vinh, Hoa Vàng Mấy Độ nha. Tác phẩm của cố của nhà sĩ Tự Tâm Sơn. Thank you.
Chứng Khoán. Xin chào tình yêu Khánh Khánh, chào tất cả quý chị nhé. Cảm ơn tất cả quý chị đã chào em Hồng Vinh ạ. Đơn trời lặng gió đường trời em đi, hoa vàng mấy đồ nhưng đường cỏ lá từng giọt sương thu, yêu em thật thà. Em đến nơi này bao điều chưa nói, lặng lẽ chia xa lòng quá vội, một cõi bao la ta về gặp người. Em cười đâu đó trong lòng vô xa đông vui. Em đến nơi vui buồn đi nhé, đời sẽ trôi xuôi gành qua rơi một vết thương thôi, riêng cho một người. Em đến nơi vui buồn đi nhé, đời sẽ trôi xuôi qua gành qua rơi một vết thương thôi, riêng cho xuống đời lệ rơi lấp mấy tuổi tôi mấy tuổi xa rời. Ngày thần tiên em bước lên ngôi đã nghe sông vàng ta tới, trong mình trong hương đốt hơi bay mong tìm xa phút sung vầy. Niềm vui đã nằm trong thiên tai, nhưng canh rơi lẻ loi màu trong bóng đêm dài. Lời nào em không nói em ơi, tình nào không gian dối, xin yêu nhau như thời gian. Yêu nhau xin nhớ ngày thơ ngây, lông mắt chưa nhạt phai, lông tóc chưa đổi thay, lông môi chưa biết nói cho lời. Vui trong phút giây thôi ý sầu nuôi xuống đời, thì xin giữ lấy niềm tin gió mộng không.
không đền. Dù trời đêm cay đắng gieo thêm, cũng xin đón chờ bình yên. Vì còn đây câu nói yêu em, âm thầm soi lối vui tìm đến. Chị giật cái tủ lạnh ra, tủ lạnh đã đóng thành cục đá đông cứng vậy đó. Bây giờ cái
nó quất vào trong cái cửa, quất vào trong cái mặt của chị. Cái mặt của chị sưng dù lên. Thì Vinh có nói con nói này, Vinh nói là chị Kim Hoa lần tới chị Kim Hoa trình diễn cái vở tuồng mà Hồ Quảng mà Chung Vô Diệm đó, khỏi cần phải là quá trang cho cực khổ, thì cái y chang vậy mà ra. Chứ nó không được đâu em à, chị chỉ muốn đẹp thôi, chị muốn xấu. Bây giờ mà bây giờ mà như thế thì chợ ông vua không chê. Mà ông vua Duy Cường mà nó đã biết chị Kim Hoa là sao, có chê có chê nó vậy. Em phải đóng được cái kịch cho nó xong hết trơn cho nó rồi. Nó chê lần tới sẽ là vở tuồng Thần Nữ Dân Đủ Linh Kỳ, chúng ta đã biết rồi, Phạm Lê Quê và Tiết Tinh Sang phải không ạ. Thì cô 18 tuổi lấy chồng 18 tuổi đã đến con cũng 18 tuổi. Và lúc đó là yêu nhau thì yêu nhau lắm, nhưng mà rồi về nhà sẽ bị mẹ đem lên giàn quả mà đòi thiêu phải không ạ. Một vở tuồng cũng tổ tức cùng quản ngày xưa của tao mà chờ Hoàng Vinh và Chị Cường sẽ đem dàn dựng tuần tới này. Không biết chị Kim Hoa có khỏe được lại hay chưa, cái gương mặt có được lần lặn lại hay chưa. Mà Kim Hoa mà đóng không được chắc nhờ Hoàng Lan Ngọc là cô hoa hậu là Hoàng Lan, thì cô đóng vai và vai mà vai Chung Vô Diệm rất là hay, cô quá trang thật là xấu, xong rồi có lúc mặt nạ ra thì cô đẹp chưa, đẹp muôn phần. Thì cái hoa mà phải nhờ phép màu như thế làm đẹp như vậy thì hay biết mấy. Mà Vinh bí mật bật bí nha, chị Kim Hoa lớn tuổi vậy chứ mà vẫn còn yêu sắc đẹp lắm ạ. Chứ mỗi tuần chị chịu khó, chị tốn rất là nhiều tiền, ngày thứ ba và ngày thứ năm chị đi bác sĩ để mà chích cái thuốc gì mà stem cell gì đó, tức là cho cái cell mới vào trong người để con người mình khỏe mãi, trẻ mãi và đẹp mãi. Nói trời ơi, tôi lớn quá chắc tụi em chết trước để mình chị sống quá à. Bà nói trời ơi, chị già chỉ có bao nhiêu đó thì chị đi chơi cho em, chứ mà sao các em bắt chị ở nhà, con chị bắt chị ở nhà không được nữa, em không để là bắt được. Dạ rồi, mà vẫn còn ham chơi lắm. Nhưng mà cái đó là cái tinh thần yêu văn nghệ, rồi tinh thần yêu cuộc sống của chị Kim Hoa. Mình thấy vậy mình kính phục vô cùng, mong rằng cuộc sống của mình những tháng sắp tới sẽ qua cho mau, những cái khó khăn, những cuộc sống của khó khăn của mình qua cho mau, để mình sống mà chia vui với các bạn. Bây giờ chỉ là những nụ cười gượng gạo của một buổi chiều thu thôi. Rất là buồn, nhưng mà thôi các bạn bè đây thì chúng mình cứ coi như tạm quên những cái nỗi sầu lo, và chúng ta chỉ có được 2-3 tiếng phù du, chẳng lẽ ngồi đây mà khóc cũng chẳng ai mà lo. Bây giờ chúng ta nếu biết như là vô đầu trên văn nghệ chứ Cương, hay là chúng ta vẫn nhớ chúng chuyện này anh với em à. Dạ bây giờ mình vô luôn đi, tại vì vô luôn, cái đây, chơi trong danh sách là thấy anh và chị Ngân Hà và thấy em đầy đủ lắm rồi. Bây giờ mình còn thiếu Nhật Linh, anh Thắng và chị Ngân Hà thôi. Dạ, chắc cũng mời phút tới. Bây giờ mình chơi sớm về sớm, đóng cửa sớm. Vô chương trình là họ vào là vừa rồi đó. Rồi, dạ. Bây giờ thì lúc đầu chương trình thứ 7 ngày hôm nay thì Duy Cường thì hôm qua nó lỡ nhậu say, quá nhiều rượu đi thành ra nó say. Nhưng mà bây giờ không phải là bài đó nữa nha, bài là đổi nữa. Trên cuộc tình. Không chịu say tình mà phải mưa trên cuộc tình mới chịu. Bản này chắc riêng tặng cho em Annie quá à. Nhưng mà giờ này mùa thu chưa có mưa đâu. Mùa thu trong mưa thì rất là đẹp, nhưng mà mùa thu ở California mỗi năm là tháng 8 đã mưa rồi. Nhưng mà năm nay chắc bị mưa, chắc chảy Việt Nam, chảy đâu giọt mưa, không có nào giọt nào San Jose cả. Nhưng mà nói cho các anh chị nghe, mà Vinh không thích mùa mưa thế nào. Mùa thu, mùa đông là những cái mùa mà Vinh ghét nhất, là tại vì nó lạnh lẽo, nó không làm gì được. Mùa hè 9-10 giờ đêm vẫn còn mặt trời. Mùa thu, mùa đông 8-7 giờ tối, 8 giờ tối đã tối mù tối mệt rồi. Ra ngoài đường thì không có ai hết, mà đi những mà mưa Mỹ này khác mưa Việt Nam. Mưa Việt Nam mình mưa chừng 5-10 phút mà nó tạnh ngay. Bên Mỹ này mưa kéo từ tháng này qua tháng nọ. Mà mưa bụi chứ mưa lất phất, mưa bụi mà cục bầu trời từ sáng cho đến 5-6 giờ chiều không thấy mặt trời đâu, chỉ thấy một màu xám u uẩn mà thôi. Đã buồn không có bạn bè mà ở trong nhà mà nhìn ra cái cửa sổ mà một cái bầu trời màu xám như thế, từ sáng đến chiều chẳng khác gì mình ở tù. Mình mà vô chăm sóc binh thì chẳng lẽ mình ướt mình chạy ra ngoài đường thì rất là làm biết. Ở trong mền thì nó anh em ấm chăn ấm biết bao nhiêu, sáng dậy ra ngoài đường rất là khó khăn. Thế bây giờ mùa thu rồi không nói mùa đông, thế cơ sáng dậy là thấy rất là khó khăn, tại vì nó lạnh quá không ai muốn ra cả. Cuối tuần thì nằm ráng đến 8-9-10 giờ sáng, nhưng mà ngày thường mà đi làm 5-6 giờ sáng thì kiểu Duy Cường ra khỏi trường nó rút chân ra, rút chân vô, rút ra chục lần nó mới rút chân ra khỏi trường, tại vì trời nó quá lạnh. Thành ra nó cần một cái mền gì cho nó ấm, mà bên không biết nữa là tiền của hắn. Cảm ơn em chút đó. Mình gì mà miễn sao mà ấm là được rồi, ấm là được rồi. Mà nếu mà đứng tốn tiền cũng tốt hơn nữa, vừa ấm mà khỏi tốn tiền. Xứ Mỹ này rất là thực tế, cái gì cũng được mà đừng có tốn tiền chịu không nổi. Cái mình đó đòi biết đi shopping chứ mà nổi. Mình mà không tốn tiền mà lại ấm là quý lắm rồi, không kiếm đâu ra.
Chứ bây giờ mà mền mà vừa tốn tiền mà vừa lạnh là cũng đâu sử dụng được. Thôi bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chương trình văn nghệ của chương dự thứ bảy ngày nay. Duy Cường đổi bài rồi là Mưa Trên Cuộc Tình, một tác phẩm của I Don't Know. Xin mời các anh chị hướng về sân khấu nha. Hãy coi Duy Cường ca bài nhạc nào remix cũng hay cả. You don't know, how do I know? Nobody low, nobody low. Ok, go. Nobody low, go. Thank you.
biên cạnh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi, mong cho thời gian thấm sâu nhau vậy. Chuyện tình yêu đôi ta giữa đôi, bao người yêu đã vô tận trôi. Anh có mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa, cuộc tình. Xin chào thân yêu Ngọc Linh nha, và cảm ơn chị em Bốc Biển đã tặng cho em hình như là bánh trung thu thì phải không ạ? Để em coi giờ, giờ phải bánh trung thu không Linh? Dạ bánh em, chị em Bốc Biển phải chị tặng nha, bánh trung thu không ạ? Cảm ơn chị Nhân Trần đã có lời đã tặng cho em những đóa hoa tươi nha. Và sau đây Duy Cường xin trình bày nhạc phẩm Quán Trọ Trần Gian, sáng tác của nhạc sĩ Đăng Anh. Xin mời quý chị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
là cả đôi mà thôi. Xin lỗi với chị đang hát mà bị ho anh thử rồi đang hát mà còn bị ai nhắc tên đang nói chuyện nhưng mà bên mẹ và ca sĩ ớn cái đó giận nhất lên trên khấu mà bị ho thì là chết. Nếu mà Duy Cường đang đi thi ca nhạc mà vậy là thôi là thôi là đang đi thi mà bị ho mà hát bị ho rồi là thấy là coi như là thua là rớt năm điểm rồi đó. Tức là ông tổ nhắc em là phải cúng tổ mới được, không cúng tổ là không được. Mỗi năm là Duy Cường cúng tổ. Hôm nay là tại vì Duy Cường phải tập múa mấy bà hồ quảng, mà mấy bà hồ quảng thì phải thâu trước và nó phải nhấp miệng thơ sao, bởi vì cổ mày không được việc nhấp miệng phải không, tao cho mày nhấp miệng mà hết ca luôn. Mà bây giờ đi nói chuyện văn nghệ nha, mà Duy cử thì bài kế tiếp. Duy Cường xin chào tình yêu Vũ Đình Yên nha, và cảm ơn tất cả quý chị ạ. Và sau đây xin mời quý chị thưởng thức một nhạc phẩm Rồi Mai Tôi Đưa Anh. Rồi Mai Tôi Đưa Anh. Đưa anh không biết đưa anh đi vào cõi chết này, chắc đưa anh vào cõi chết. Nhạc Hà là đưa vào cõi chết luôn. Cõi chết chứ mộng là tôi không mộng nữa. Tôi thấy cô là chỉ còn từ sống dở cho đến chết thôi. Nhạc Hà là sự trảm hết đàn ông. Tình là chi Nhạc Hà thu đàn ông nên rồi mai tôi đưa anh. Một mốc niệm sầu. Cái điểm là coi thằng Điêu Đại Hiệp biết biểu thêm bọc điểm sầu không? Vừa đẹp mà lại thù đàn ông nữa. Thì câu này chị Hà làm câu này không đẹp mà lại thù đàn ông chứ. Bữa nào clip mặt sầu. Bữa nào chị Nhạc Hà làm trang trí clip mặt sầu được. Bữa nào mà cầm cái chổi mà quất qua quất lại là tôi chạy, ông chạy chết à. Cái sân khấu này chỉ còn mình cổ thôi, không còn ai chết. Đủ con người chết. Rồi xin mời quý chị thưởng thức nhạc phẩm Rồi Mai Tôi Đưa Anh, sáng tác của nhạc sĩ Trường Sao qua tiếng hát của chị Nhạc Hà. Nhật Hà xin thân ái kính chào tất cả các anh chị và các bạn thân mến. Yêu thương đi xa cách.
hoàng sau đây xin mời mấy chị thưởng thức nhạc phẩm Một Đời Quên Lãng và tiếng hát của anh Hồng Vinh sẽ gửi đến cho tất cả mấy chị cùng lắng nghe nhé. Còn đâu
sừng ngọc lô. Người đã quay đi, lời nào không nói, riêng mình tôi chờ mùa đông tới. Một kiếp xa xôi, một đời quên lãng, em còn yêu tôi. Một kiếp xa xôi, một đời quên lãng, em còn yêu tôi. Cảm ơn anh chị. Cháu của Như Cường An Thẩm khen chú Hoàng Vinh hát hay quá. cảm ơn con và cảm ơn chị Lô Điều và cảm ơn chị Thanh Lê Điện. Và sau đây xin mời quý chị thưởng thức tác phẩm Cô Đơn qua tiếng hát của anh Hoàng Vinh sẽ gửi đến cho tất cả quý chị cùng lắng nghe nhé. Cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa.
nụ cười đang tắm trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn môi cô đơn bơ vơ. Tên hát lạc loài, tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắm trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn môi. Và sau đây xin mời quý chị thưởng thức nhạc phẩm Ngưu Lan Chức Nữ, sáng tác của nhạc sĩ Mạc Phong Linh, và tiếng hát của chị Ngân Hà sẽ gửi đến cho tất cả quý chị cùng lắng nghe nhé. Chị Lưu Điều nói là đảo Phú Quý đang mưa rất lớn ạ. Ngày xưa Ngưu Lan Chức Nữ sống bên nhau không xa một ai.
I'm Jen, a home expert from Best Buy. Và nói tiếp chương văn nghệ là trình bày của anh Thắng với nhạc phẩm là chuyện tình La Lan. Phố đêm mà mới thấy chuyện La Lan mà. Ok. Trời chưa buổi chiều mà anh ra phố đêm rồi. Phố đêm là bạc bản nhạc thương yêu của Hoàng Vinh đó. Lên để mà đang lang thang chỉ bản nhạc là vô trong lòng Hoàng Vinh là nhiều nhất. Đâu biết là lưu điệu ở Phú Quý đâu ta. Lần đầu tiên lưu điệu nó lưu điệu ở Phú Quý á. Nó một cái đảo toàn là những người dễ thương không á. Ở San Francisco, San Jose thì không có, nhưng mà San Francisco có một nhóm người ta tập hợp với nhau khoảng chừng 60 người gì đó, toàn là những người dân đảo Phú Quý và là rất là tốt, rất là dễ thương. Và nghe và đảo đó cũng rất là giàu nữa, thì cứ một năm cái tổ chức văn nghệ Tết rất là lớn tại nhà hàng thật là lớn mà chúng ta là chia vui với nhau. Thì có lần mà mình được mời lên trển, nhưng mà lần đó thì có mấy lý do nào đó thì mình không ta không tham gia được, nhưng mà Hoàng Vinh rất quý những người trong đảo Phú Quý đó.
người không yêu chưa yêu, tham quá ai cũng nhiều hết trơn trời. Mà anh ca những người yêu chạy trơn rồi nói. Có ai mà chưa cuối cùng anh ca không trúng cái melody của nó. Tại hết. Cảm ơn em Dung Phan đã có mặt chiều hôm nay. Anh rất là vui khi thấy mặt anh Dung Phan, bởi vì hôm qua em bị nhốt rất là tội nghiệp. Trong khi mọi người rào mà bé Dung Phan bị nhốt ở ngoài, vừa ngồi nghe mà không nói tiếng một lần gì cả thì rất là buồn phá mặt. Thì hôm nay có mặt em đây rất là vui. Hôm nay chúng ta có mặt chị Mộng Thúy nè. Chị Nhân Trần hôm qua chợ hỏi chị Mộng Thúy đi đâu. Mộng Thúy đây nè chị Nhân Trần. Dạ bạn ngồi đây là bông ghế mà chạy qua nè. Các camera thấy không. Chạy qua camera biết định bị Vinh La cũng chạy qua camera cho bằng được vậy thôi à. Ừ. Rồi bây giờ nói tiếp chị Văn Nghệ nha. Là tiếng hát của Duy Cường qua phần âm nhạc lần thứ hai. Với tác phẩm là Đổi Nữa Đi Ông Ơi. À, người ca vương quê hương qua tiếng hát của Duy Cường, nhạc sĩ Lê Văn Thiệu. Rồi vô luôn. Trên lúa nghe thóng xa tiếng hò đặc biệt dài không nữ hát vui duyên ngày mùa hạt lúa chín đã nuôi ta ngàn xưa con nước rộng rời con nước lớn anh với em ở cùng một thôn thời gian đã bước chân quen đường mòn lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn. Như chính con rồng tên gọi Cửu Long. Anh với em ở cùng một hôn thời gian đã bước chân quen
em đường mòn, lòng mơ ước hai đứa vui nhìn tròn. Ôi là bao
ơi, anh buồn em nói. Mình yêu nhau mãi suốt đời mình, chiều kia sẽ vơi và màu hoa sẽ phai, tình ta sẽ không nhạt màu như nắng mưa mà đẹp như mơ. Tiếc thay rằng thời gian không ngủ trên môi, lỡ xa rồi trường sẽ trắng như vôi. Đã thương nhau rồi thì quên sao đây, một người đêm thâu mong một người nơi nắng, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau. Nơi nào còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau. Thường nó gọi tên nó đánh, nó đánh tên đánh đánh, đánh dần tên anh xa tên đến chim tỷ sai mà anh còn khen nó hay nữa. Dung Phan ơi, anh và mọi người đều thích em, thật ra đừng đừng có lo sợ hôm qua thì bị nhốt rồi, chẳng lẽ hôm nay bị nhốt nữa. Người đã bị nhốt rất là nhật hạ nè, bây giờ phải cho cổ lên cái chiều tối nhất họ cũng được. Và sau đây có bữa bị chính phủ nhốt đó em. Và sau đây xin mời quý chị thưởng thức nhạc phẩm Bóng Chiều Tà, sáng tác của nhạc sĩ Nhật Bằng và tiếng hát của chị Nhật Hà, xin gửi đến cho tất cả các chị cùng lắng nghe nhé.
Màu vàng lên biên niên anh
chiều rơi. Nhà ngoài mong ta hát vì xa người. Thuyền anh một lá xa khơi,